ship cây siro cho khách ở Thái Bình ạ. Các bạn có nhu cầu muốn mua các cái chậu siro rất là to, và đẹp như thế này, đặc biệt là các cái hàng bây giờ thời điểm này không phải là thời điểm mà rộ quả của cây siro bởi vì nó hết mùa rồi ạ, nhưng mà vẫn còn sót lại 4 cái quả trên cây đấy ạ. Đây ạ, cây này là còn 4 quả. Còn cái cây ở đây, cây này mình nhìn thấy vẫn còn một quả đấy ạ. Cái cây ở đây thì cao từ dưới mặt đất ạ, đít chậu lên trên đến ngọn, là cái cây cao nhất này là cao 1m8 ạ nhé. Các cái cây kia thì dao động khoảng tầm 1m5 đến 1m8. Còn đâu cái chiều cao từ tính từ mặt chậu ạ lên thì là 1m4 đối với cây cao nhất này. Còn các cây kia thì nó cũng tương đương nó khoảng dao động khoảng 1m2, 1m3. Tính từ mặt chậu lên ạ. Chậu thì rất là to và đẹp. Để mà trồng được cái cây siro bằng cách gieo hạt nhé bạn nhé. Mình sẽ quay cho các bạn các cái khay hạt nhà mình trồng đấy ạ. Đây, đây là các cái khay gieo cây hạt giống của cây siro đấy ạ. Đấy, từ hạt mà lên được cái cây như thế thì nó rất là kỳ công, mất rất là nhiều công. Ở đây là những cái cây mà choai cao khoảng tầm 80 phân đến 1m, 1m2 tùy cây. Hàng này nữa là hàng bé nữa này bạn này. Đó. Và nhà mình có cả cái hàng bầu ạ, hàng bầu bé đấy ạ. Bạt ngàn cây siro luôn ạ. Đây ạ, đây là những cái bầu của cây siro. Nếu mà như các bạn mua cái bầu giống bé nhất ấy, hàng bé nhất thì nhà mình sẽ bán cho các bạn như thế này ạ. Số lượng thì rất là nhiều bạn nhé. Ai ơi, đấy trên này là nó có 4 cái quả nên là phải rất cẩn thận để gọi là lưu giữ lại 4 cái quả đấy cho anh. Được cái cây này nó cái quả nó cũng rất là chắc. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu siro rất to và rất đẹp như này ạ thì vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá. Ngoài cái hàng siro khủng to như này thì nhà mình còn có những cái cây siro giống ạ, cây bé và các cây choai, các cái cây cao khoảng tầm 30 cm rồi đến loại là 40, 45, những loại 1m, 1m2 cũng có ạ. Nâng niu những cái quả siro còn sót lại trên cây sau vụ ạ. Cây đóng cho anh xong rồi đấy, rất đẹp ạ. Đảm bảo thoải mái đi vô tư anh nhá.